Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp một con hạt như thế này. Mà các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đầu tiên tôi chuẩn bị giấy A4 có kích thước là 20x20cm. Ta bắt đầu lắp hai phần chéo. Sau đó ta lại mở ra. Bên này ta cũng mở ra giống vậy. Và hai đầu này ta gấp vào. Đường ta mới gấp lại, cũng gấp lại ngay vào đường chính giữa này. Ta lại tiếp tục gấp các đường nhỏ lại.
ngồi vào. Đây là tầm mắt bạn. Ta bảo ra về phần này ta gấp ngược lại vào trong. Tiếp tục gấp ngược hai phần này trở xuống. Tới một chuyện là bây giờ hai phần này ta cũng gấp vào đây. Còn bà đó còn những người Việt Nam không ạ? Hai phần này ta tiếp tục gấp một trở lên. Hà Lan nhỉ? Nhỏ hơn 10 tuổi. Ta kéo hai bàn tay xuống. Cấp bỏ bao nhiêu tiền? Bây giờ ta đã hoàn thành được công hạt.